càng về những giờ đồng hồ cuối của thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, giá cây cảnh thường hạ sốc nên khách hàng nín thở chờ hốt cú chót. Thế nhưng các chủ vườn cũng không muốn kết thúc việc buôn bán sớm nên đã chủ động giảm giá ngay từ sáng 30 âm lịch. Theo khảo sát, những chậu cây ổi cảnh thanh long chỉ bán với giá 150.000 đồng, rẻ bằng một nửa so với ngày hôm qua. Các loại hoa màu gà, hướng dương, cúc vạn thọ, hoa cúc giá cũng chỉ từ 50.000 đến 70.000 đồng trên hai chậu, giảm khoảng 30% so với những ngày trước. Mặc dù giá hoa có giảm nhưng so với Tết năm ngoái, giá hoa vẫn tăng hơn dù ở mức khá nhẹ. Chợ hoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh là chợ hoa Xuân Bình Điền trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 8. Từ sáng sớm đã có hàng người đến mua hoa, cây cảnh để chơi Tết. Mặc dù đông người mua nhưng các loại hoa như cúc, thực dược, các loại hoa lan, quất, hoa giấy giá không để lên quá cao.